Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, hồ tiêu một thời được mệnh danh là vàng đen bởi giá hồ tiêu ở thời điểm đó cao ngất ngưỡng. Giờ giá hồ tiêu chạm đáy, nhiều người trồng tiêu lâm vào cảnh nợ nần, kiệt quệ. Lối ra nào cho cây hồ tiêu? Đây là câu hỏi cũng là chủ đề của phản ánh sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời quý bà con đón xem. Còn bây giờ sẽ là phần điểm qua những tin chính sẽ có trong 15 phút của chương trình. Mô hình trồng sen ở huyện Di Linh đang khẳng định là xu thế phù hợp khi mang lại hiệu quả cao. Thận trọng với giống sầu riêng Musankin xuất xứ từ Malaysia. Giá cà phê và hồ tiêu chạm đáy, nông dân gặp khó trong tái đầu tư sản xuất. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay, như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Năm 2019, để đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản 4,6% so với năm 2010, huyện Di Linh đã tích cực nâng 64,5% diện tích cây trồng được chủ động tưới nước, tập trung chuyển đổi đa canh những cây trồng ưu thế trên một diện tích bằng hình thức trồng sen phá thế độc canh. Đến nay, toàn huyện đã trồng sen được gần 6.000 hecta. Một số loại cây trồng sen đã phát huy rất tốt về ưu thế địa lý thổ nhưỡng như sầu riêng gần 2.000 hecta. Trong đó hơn 40% hecta đã cho sản phẩm, sản lượng đạt trên 8.000 tấn, bơ gần 2.000 hecta, sản lượng trên 2.300 tấn. Cùng đó, các loại cây khác cũng được tích cực thu giống và trồng sen mắc ca hơn 1.000 hecta, hồ tiêu hơn 900 hecta, dâu tầm gần 350 hecta. Mô hình trồng sen trong lĩnh vực gieo trồng sản xuất nông nghiệp ở huyện Di Linh đang khẳng định xu thế phù hợp với thực tế địa phương. Hình thức này không chỉ nâng cao thu nhập đối với các nông hộ, mà thông qua đó phá thế độc canh cây cà phê để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, cải tạo môi trường đất hiệu quả. Với chủ trương giảm diện tích gieo trồng, tăng hiệu quả kinh tế, huyện Di Linh phấn đấu giá trị sản xuất trên mỗi hectare canh tác đạt 135 triệu đồng và GRDP bình quân đầu người 60 triệu đồng trong năm 2019. Nâng cao thu nhập đối với hộ gia đình sống vùng rừng là một giải pháp rất quan trọng để không tạo áp lực lên rừng và bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên. Đây là sự hướng đến của tổ chức JICA Nhật Bản đối với người dân vùng đệm vườn quốc gia Bi Đức Núi Bà. Mô hình trồng nấm hương, còn gọi là nấm đông cô, Lentinula edodes, của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, do Công ty Cổ phần Nấm Nguyên Long cùng Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Bền vững, Hợp phần Đa dạng Sinh học tại tỉnh Lâm Đồng do tổ chức JICA tài trợ. Ở đây, quy trình kỹ thuật khép kín rất công phu, phôi làm bằng mùn cưa, gỗ cao su, cám gạo, v.v. Sau gần 3 tháng qua các khâu như đóng phôi, hấp phôi, cấy giống. Mỗi cục phôi có giá bán 10.000 đồng, được dự án trực tiếp thanh toán cho bà con nông dân. Công ty Nấm Nguyên Long chịu trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn các kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm với giá 70.000 đồng mỗi ký. Giá trị đem lại cho các hộ đồng bào từ sản xuất nấm hương rất lớn. Nếu so sánh với trồng cà phê, trồng nấm có thu nhập cao hơn nhiều, trong lúc công chăm sóc nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian. Xin được chuyển đến với một thông tin cảnh báo nhà nông cần quan tâm, đặc biệt với các nông hộ muốn mở rộng diện tích cây sầu riêng. Vâng, như quý bà con cũng biết là trong những năm gần đây, sầu riêng là loại cây trồng cho năng suất và thu nhập cao, do đó nhu cầu sử dụng giống tăng lên đột biến. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương ở Lâm Đồng, rộ lên giống sầu riêng Musankin xuất xứ từ Malaysia. Theo khảo sát tại một số vườn ươm bán cây giống tại thành phố Bảo Lộc, giá bán sầu riêng Musankin cao hơn không đáng kể, dao động từ 80 đến 100 ngàn đồng một cây giống. Tuy được trồng thử nghiệm nhiều nơi, nhưng sầu riêng là cây trồng lâu năm, do vậy đến nay chưa có kết quả chính xác về độ thích nghi điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, năng suất, chất lượng khi trồng tại Lâm Đồng. Theo ngành nông nghiệp địa phương, hiện chưa có đơn vị nào nhập khẩu chính thức giống sầu riêng này để khảo nghiệm, cũng chưa được cơ quan chuyên môn đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, thích nghi với thời tiết, chống chịu sâu bệnh. Do vậy, bà con nông dân cần cân nhắc kỹ, tránh trồng theo phong trào, ảnh hưởng đến sản lượng vườn sầu riêng hiện có cho đến khi có khuyến cáo chính thức của ngành chức năng. Liên tục chương trình, giá cà phê và hồ tiêu chạm đáy, nông dân gặp khó trong tái đầu tư sản xuất. Tìm lời giải cho bài toán lối ra cho cây hồ tiêu Việt Nam. Chuyên mục Chuyện nhà nông đến với một hợp tác xã dược liệu. Xin được chuyển đến với những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Trong nhiều tháng nay, giá hồ tiêu và cà phê luôn ở mức thấp, khoảng hơn 30.000 đồng mỗi ký cà phê và hơn 40.000 đồng mỗi ký hồ tiêu.
Trên thực tế, nhiều gia đình đã phải vay mượn ngân hàng, mua phân bón trả chậm với lãi suất cao, vốn không đủ để tái đầu tư cho vụ sau hoặc đầu tư cầm chừng, nhỏ giọt. Từ năm 2017 đến nay là khoảng thời gian khó khăn của gia đình ông Y Pong, xã Đắc Nia, thị xã Gia Nghĩa, khi nông sản liên tục rớt giá. Gia đình ông Pong có 1 hectare cà phê, vụ vừa rồi ông thu được khoảng 2,5 tấn cà phê nhân, bán được với giá 32.000 đồng mỗi ký. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông không còn vốn để tái đầu tư cho vụ sau. Giá nông sản rất là xuống thấp, ở trong vấn đề là chăm sóc phân bón này nọ thì mượn ở chỗ là các đại lý. Thì như vậy là mượn trả chậm thì lãi suất rất là cao. Trong vấn đề hiện nay rất nhiều khó khăn cho gia đình của tôi. Còn với cây hồ tiêu, không chỉ rớt giá thê thảm, nhiều diện tích hồ tiêu đang thời kỳ kinh doanh của người dân trên địa bàn tỉnh bị bệnh chết nhanh, chết chậm, khiến cho khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều gia đình phải thế chấp vườn rẫy, vay vốn ngân hàng, tái đầu tư cho vụ sau hoặc chuyển đổi cây trồng. Ở đây có một số hộ đi va vốn về để mà đầu tư vô cây tiêu, nhưng mà khi thu trồng tiêu lên bước đầu vô chín, thì tiêu bị cái tình trạng này rất là nhiều. Thiệt hại rất là lớn. Nói chung năm tới tình hình cái tiêu nó chết như thế này thì năm tới gia đình tôi có thể là chuyển đổi qua trồng một số, ví dụ trồng cây cò hoặc là cây ăn quả như sầu riêng. Để giúp hội viên nông dân vượt qua khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với một số công ty phân bón giúp cho hàng ngàn nông dân trên địa bàn tỉnh mua phân bón trả chậm không tính lãi với số lượng hơn 6 triệu tấn. Thực tế, những biện pháp trên chỉ là giải pháp mang tính tình thế nhằm giúp bà con nông dân giữ diện tích cây trồng hiện có. Để phát triển ổn định bền vững thì còn rất nhiều điều cần quan tâm. Cụ thể như đối với cây hồ tiêu, trong những tháng đầu năm 2019, giá hồ tiêu trong nước chạm đáy, thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Giá giảm sâu khiến người trồng tiêu ở nhiều nơi đổ xô chặt bỏ cây tiêu, loại cây từng được kỳ vọng là cây tỷ đô. Lối ra nào cho ngành hồ tiêu là bài toán đang được đặt ra cho ngành hồ tiêu nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung. Niên vụ năm 2014-2015, giá tiêu trong nước đạt đỉnh 230.000 đồng một ký, còn hiện tại giá tiêu chỉ từ 42 đến 44.000 đồng một ký. Giá giảm sâu trong khi thị trường thế giới cũng khó khăn do nguồn cung đã vượt cầu, khiến người trồng tiêu lao đao. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, đây chính là hậu quả của việc phát triển quá nóng diện tích trồng tiêu. Theo quy hoạch, đến năm 2020, diện tích trồng hồ tiêu cả nước chỉ ở mức 50.000 hectare, diện tích cho sản phẩm là 47.000 hectare. Thế nhưng diện tích sản xuất tiêu Việt Nam đến năm 2018 đã là 152.000 hectare. Để đẩy cải thiện giá hồ tiêu thì chắc chắn phải có thời gian. Chứ ngay một lúc giá hồ tiêu không thể lên được khi mà cung là quá so với nhu cầu tiêu thụ. Trong khi chờ giá tiêu trong nước và thế giới cải thiện, ngành tiêu Việt Nam đang phải tìm lối ra bằng đủ cách. Giải pháp trồng xen canh cây tiêu với một loại cây trồng phù hợp đang được nhiều nơi áp dụng, như mô hình xen canh cây tiêu và cây hoài sơn ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang đem lại thu nhập ổn định cho nông dân, giúp bà con có điều kiện duy trì vườn tiêu, cây trồng được đánh giá có giá trị kinh tế trong dài hạn. Tôi nghĩ rằng nó từ 5 năm đến 10 năm nữa thì cây hồ tiêu nó sẽ phát triển, nó sẽ trở lại cái thời kỳ hưng thịnh của nó là cây tỷ đô. Chính vì vậy tôi đã nghiên cứu để làm sao để đưa ra cái giải pháp này giữ được cái cây hồ tiêu. Không có cái cây hoài sơn mà trồng cộng sinh thì thu nhập của cái vườn tiêu như hiện nay là coi như là bị lỗ. Thì chúng tôi sẽ không thể duy trì được cái vườn tiêu. Thế nhưng không chỉ là vấn đề phá vỡ quy hoạch, cung vượt cầu, ngành hồ tiêu còn gặp những hạn chế cố hữu của nông nghiệp nước ta như kỹ thuật canh tác kém, thời tiết thổ nhưỡng không phù hợp, giống tiêu kém chất lượng, tình trạng pha trộn tạp chất. Chưa kể chuỗi liên kết sản xuất còn thiếu và yếu, chậm ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ bảo quản, chế biến sâu cũng khiến ngành hồ tiêu phát triển thiếu ổn định. Liên kết để chúng ta tận dụng được tối đa hóa cái nguồn lực của nhau. Về phía doanh nghiệp, họ có nguồn lực, họ có tri thức, họ có tài chính và họ có thị trường. Nông dân có cái vùng nguyên liệu, họ thiếu đây là thiếu cái thông tin về thị trường. Hiện mới chỉ có 2% diện tích hồ tiêu Việt Nam được liên kết, bao tiêu, cho thấy rất nhiều nút thắt giữa sản xuất và thị trường cần phải được tháo gỡ để thúc đẩy ngành hồ tiêu Việt Nam phát triển ổn định. Giá tiêu xuống thấp cũng là cơ hội cho toàn ngành hồ tiêu Việt Nam, cả doanh nghiệp và người trồng tiêu, cùng nhìn lại để thay đổi phương thức, siết chặt sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Nhập rau quả tăng gấp 4,5 lần xuất khẩu.
Trong khi tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực xuất khẩu rau quả đang chậm lại, thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng trưởng ngày càng mạnh. Trong 5 tháng đầu năm, nhập khẩu rau quả tăng gấp 4,5 lần xuất khẩu. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Các năm trước, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của ngành rau quả luôn được duy trì từ 30 đến 45%. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, nhập khẩu rau quả đạt 878 triệu đô la Mỹ, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018. Cùng thời gian này, năm 2018, mặt hàng rau quả nhập khẩu chỉ có 575 triệu đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017. Xét về tốc độ tăng trưởng nhập khẩu rau quả, tăng nhanh gấp 4,5 lần xuất khẩu. Còn nếu chỉ tính ở chiều nhập khẩu thì tốc độ tăng nhập năm nay cũng gấp 3 lần năm 2018. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi phát triển các loại cây trồng, thì bên cạnh các loại nông sản đặc hữu, Lâm Đồng còn phát triển phong phú các loại cây dược liệu có giá trị cao. Một trong những loại dược liệu quý được trồng tại Lâm Đồng là sâm đương quy. Nhiều nông hộ sản xuất loại dược liệu này đã thành lập hợp tác xã nhằm tạo ra mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Chúng ta hãy cùng đến thăm hợp tác xã dược liệu Như Ý, huyện Đơn Dương để tìm hiểu nội dung này. Hợp tác xã sản xuất dược liệu Như Ý, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương là một hợp tác xã trẻ mới thành lập, chuyên trồng và chế biến các sản phẩm từ sâm đương quy với diện tích khoảng 15 hectare. Được biết, cây sâm đương quy trồng và chăm sóc trong thời gian 1 năm rưỡi thì cho thu hoạch. Cái cây này nói chung thì chăm sóc rất là đơn giản. Nó chỉ là trong 3 tháng đầu là mình nó hơi tốn công chút xíu để chăm sóc nhổ cỏ này. Với lại còn cách sau này chăm sóc của nó là chỉ có bỏ phân với lại tưới. Nói chung cái cây này thì mình không dùng những các loại thuốc sâu gì đâu. Cái cây này chẳng qua như là nó tự nhiên như vậy. Điều đáng mừng là hợp tác xã dược liệu Như Ý đã bám sát quy trình sản xuất, hướng dẫn nông dân và bao tiêu sản phẩm cho các thành viên. Ngoài ra đơn vị còn thu mua đương quy cho một số nông dân trong vùng với giá ổn định. Năm 2018, hợp tác xã đã xuất bán 120 tấn đương quy tươi và năm nay dự kiến con số trên sẽ tăng lên 150 tấn. Hiện nay với giá bán 50.000 đồng mỗi ký sâm đương quy tươi và 250.000 đồng mỗi ký sâm đương quy khô, mỗi hecta sâm đương quy cho thu hoạch khoảng 200 triệu đồng một hecta. Có người bao tiêu cho mình ra rồi mình yên tâm hơn là không có hợp tác xã, rồi mình cứ làm buông trôi thì mình đâu có yên tâm được. Hợp tác xã dược liệu Như Ý còn sản xuất rượu ngâm đương quy và đầu tư hệ thống sản xuất trà túi lọc từ sâm. Các sản phẩm này đang được người tiêu dùng ưa chuộng bởi những giá trị cho sức khỏe mà thảo dược này mang lại. Đưa các cái thành viên vào để mà mình nâng cao cái kinh tế cho người ta. Tôi cũng cố kiếm gắng để kiếm đầu ra nhưng mà hiện nay á thì hợp tác xã còn đang rất thiếu. Đấy, còn đang rất thiếu thốn bởi vì cái kinh phí, cái vốn đầu tư. Thế làm thì còn đang eo hẹp lắm, cũng rất cần về cái các cấp lãnh đạo để hỗ trợ về cái đồng vốn rồi để có thêm máy móc để làm cho hoàn chỉnh trong này đi để có thể là liên kết thêm tất cả những ai mà muốn vào hợp tác xã để người ta yên tâm như thế, nhìn thấy cái mô hình của mình làm tốt đạt như thế thì mình người ta mới dám vào cái hợp tác xã của mình. Theo đánh giá của một số chuyên gia, với khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi, giá trị dược liệu được sản xuất ở Lâm Đồng cao hơn một số nơi khác. Và bên cạnh một số nông sản thế mạnh, thì Lâm Đồng cũng xác định phát triển cây dược liệu là hướng đi phù hợp với lợi thế địa phương. Theo quy hoạch, dự kiến đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có khoảng 300 hectare cây dược liệu. Mặt khác, Lâm Đồng sẽ gắn phát triển vùng nguyên liệu, chế biến với các hoạt động du lịch, thương mại, phấn đấu xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm cây dược liệu ở Việt Nam và thế giới. Và để đạt được mục tiêu như trên thì các cấp các ngành cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời để tạo động lực cho những đơn vị khởi nghiệp như hợp tác xã dược liệu Như Ý, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương bắt nhịp vươn lên phát triển, phát huy tiềm năng và khẳng định giá trị dược liệu Lâm Đồng. Thưa quý vị, những nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02-633-829-930. Thiên Phước và Ánh Nguyệt xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.